Các bạn ơi, Nga tiết lộ cái số tiền khủng chị Hoa lo cho thằng Khứa này bay ra bay vô và làm thủ tục, lo visa và lo cho nó ăn uống từ trước tới giờ. Mình có được thông tin này là nhanh làm để mà đưa lên cho các bạn nghe liền cho nó nóng. Cho nên đó là anh chị nhớ theo dõi nha. Là đến lúc vào đến nơi thì cũng thấy rất là hoàn cảnh. Hỏi chuyện ra thì bạn Hoa này cũng không phải là giàu có, mà lấy bạn này thì cũng đi đi lại lại 4 lần là hết 200 triệu tiền Việt Nam, là để làm giấy tờ hộ chiếu với để đăng ký. Thì bạn Hoa cũng dốc hết tiền ra để lo cái giấy kết hôn xong rồi. Mê trai ghê chưa các bạn? Thay vì cái số tiền 200 triệu đó để vào ngân hàng tịnh dưỡng ăn tới già còn sung sướng hơn nữa, bây giờ vừa bị mất tiền nè, vừa bị nó đánh nè, rồi vừa bị xấu hổ, rồi còn thêm á hả, mất ăn mất ngủ nó khổ Thì bây ghê. giờ mình cũng muốn là đấy, bây giờ nghe thấy nói chuyện rất là khổ như vậy thì mình cộng đồng mạng thì ai cũng thương bạn Hoa, cũng bảo là chị Sao ơi, xin chị Hường để tài trợ cho chị Hoa một bộ răng đi, để cho chị ấy đẹp rồi thế nọ thế kia như chị. Thì mình cũng nói một câu là bạn ấy hoàn cảnh như vậy, mà hơn nữa cũng là giống cái hoàn cảnh của chị mà còn khổ hơn là không có tiền. Thì bây giờ em tài trợ cho bạn Hoa một bộ răng thì nhất trí là tài trợ cho rồi, còn mời đi ăn đủ các kiểu. Mà đã điều trị răng, nhẽ ra nếu mà răng không bị viêm là cũng xong bộ răng tốt đẹp lắm rồi, nhưng bây giờ vì cái răng thì lung lay hết rồi mà viêm nặng như vậy, có mủ có ấy như thế, là bác sĩ bảo là phải nhổ hết răng để điều trị Tại vì viêm. là chị hút thuốc nên là răng không giữ được, Đấy, tự rụng hết rồi, chỉ còn bấu ngoài da thôi. Chị Hoa chị hút thuốc nên là vì về vậy là nó này sẽ còn bị một viêm điều nặng. nữa, một chi tiết nhỏ, kể đi em, kể chuyện chị Hoa nói Bây giờ chuyện tiền là đi bạn lại. Hoa nói với mình là lúc sang thì là tiền của ông Tây sang lần đầu, nhưng mà đi đi lại lại thì là tiền của bà, của bạn Hoa thôi. Bỏ một số tiền lớn ra để lo cho nó vậy đó mà nó còn không biết quý, bây giờ nó còn cọc cằn hung dữ, nó đánh chị Hoa nữa. Thằng khốn này cho nó về nước Tại đi. vì là bây giờ bảo là thế thì đi làm đẹp thì bảo tôi còn nữa đâu, tôi mấy chuyến đi đi lại lại là hết tiền rồi. Thế bảo tiền của bạn á, thế bạn đấy không có tiền à? Bảo không có, nhà nghèo thì mới không dám yêu ai, là mối tình yêu bạn Hoa là đầu tiên, bởi vì là bên kia nếu mà bên Hồi giáo mà yêu mà nghèo hơn chẳng hạn thì lấy rồi lại cũng không có hạnh phúc, lại bỏ thì cũng lại khổ ấy, thế nên là không yêu ai. Bây giờ bạn đấy ở bên kia là làm phụ xây, không không đủ tiền để mà lo cho bữa ăn, chứ đừng có nói là dư dật tiền đâu ạ. Rồi, fan cứng của chị Hoa vào đây để nghe đi à, để biết được là anh ta giàu hay nghèo nha. Tự nhiên mình đâu có biết là anh ta nghèo, chính miệng chị Hoa nói là anh ta nghèo, nhưng mà những người fan của chị Hoa đó vào đây chửi, nói là tại sao mình biết anh ta nghèo? Anh ta làm thợ hồ còn không có đủ tiền ăn nữa, không nghe nói à? Đó, không phải bạn Làm Tây là có tiền thợ đâu, thợ xây á? làm thợ xây ở bên kia. Thợ xây Thế mà không ăn đấy làm sao mà xây được? bây giờ thì bên kia nó vẫn ăn nhiều như này này, ăn ăn những đồ bột này, À, đồ thức thế ăn ở sao nó về đấy. đây em cũng phụng nó không ăn? Thì ai biết được, nó bảo không hợp Sung khẩu vị. sướng không muốn, bây giờ tự nhiên đi bán nhà bán cửa lo cho thằng Khứa này, vậy mà nó còn đánh đập nữa mới ghê chứ. Chị Hoa này ngu quá. Bây giờ là làm visa bảo là 10 triệu để làm visa gia hạn. Thì bây giờ phải bay về ngay, nếu mà không thì lại bị phạt. Hường bảo là ở lại một hai hôm làm đẹp cho xong đi đã, mấy hôm nữa là căng mặt cho chị Sao thì là làm mặt cho chị luôn, sau này là làm răng ở tại Hà Nội này luôn, để xong hết là để hắn về. Nếu mà phạt bao nhiêu thì chịu hoàn toàn, cho bao nhiêu tiền chi phí bao nhiêu thì em Hường sẽ chịu hết, bởi chỉ là gọi là thương bạn đấy thì không giúp được cái gì, nhưng cũng muốn để cho bạn ấy cải cải thiện được cái làn da. Khi làm đẹp rồi không phải thẩm mỹ xong là nó cứ thế là nó đẹp lên hàng ngày đâu ạ. Bây giờ hàng ngày mình phải chăm sóc, thẩm mỹ chỉ gọi là nâng cái khung của nó lên, là để cho Tôn nó lên. tôn lên là nó đẹp thôi, chứ mình vẫn là mình phải chăm sóc. Thế mình mới bảo bạn đấy, hôm ở Đà Nẵng mình đã làm đẹp cho một lần, là bảo là từ mai lại làm tiếp đi, da của bạn rất là xấu. Nếu mà ra Hà Nội để làm thẩm mỹ thì bạn cái da bạn phải sáng phải Thương khỏe chị Hương thì quá. mới mới làm được. Thế nhưng mà bạn đấy chỉ mãi suốt ngày chỉ có nhắn tin với lại nói chuyện với chồng bằng điện thoại này, sau này là hút thuốc này,
đến live Phương Thảo live không biết tại vì thấy chị Hoa bảo là làm cái visa để gia hạn ở trong Sài Gòn nhờ ai đấy làm là cứ 10 triệu để gia hạn một tháng. Không bảo lương chi hết. Đấy. Chị bảo chị về thì thường thương chị là cứ mỗi lần đi lại bằng ô tô đi đi mấy ngày mới tới mà chị sức khỏe yếu lắm, không được chị sao đâu. Thế nên là mỗi lần mà đi xong là sợ chị mệt nên là mình bảo thôi nó phạt bao nhiêu hay là cần bao nhiêu để gia hạn thì thường chi hết. Và sáng qua thường chuyển hết tiền cho chị để cho chị lo việc rồi. Mọi chuyện thì cũng là đấy, định là làm thẩm mỹ cho chị sao thì chị Hoa sẽ hai chị em cùng làm cùng cùng chăm sóc nhau đấy. Thế nhưng mà cái câu chuyện nó bị ngoài dự tính và chị Hoa khổ thân Hường quá, cảm ơn nha, thương Hường quá, dạ cảm ơn ạ, thương em rồi Hường, mọi người có biết không cảm ơn cả nhà rất mấy là ngày nhiều. Đi với nhau này, mấy ngày đi mình áp lực lắm, mọi người cứ bảo là mình bóc lột mấy ngày đi nha, mọi người bảo chị Hoa hay thế kia, thực ra nhìn chị Hoa cực kỳ khổ luôn, mọi người biết không? Đến cả cái vali đi lại, lẽ ra thì mình là chồng mình phải xách cho đúng không ạ? Mọi người cũng thấy đi lại Hoa Cương thế nào. Nhà còn anh Johnny không xách cho chị Hoa một cái gì luôn. Có nghĩa là một chuyến đi này toàn nhìn vợ mà đi đau chân thế, chẳng qua nhiều lúc bảo là vợ đau chân thế bế vợ lên đi thì ông làm, chứ còn bình thường đi lại cả cái vali còn chẳng xách cho vợ, mọi người nghĩ có tội không? Vậy đó mà nó làm màu đó các bạn, nhìn hình nè, nó ẩm bả ra này kia ha, cho nên á chị Hoa thấy nó thương chị dữ lắm cho nên chị mê nó từ những cái cử chỉ này. Nhưng mà thực sự đó thì trước mặt mọi người thì nó làm như vậy, nhưng mà đi chơi rồi đó người ta nói đó nó còn không xách giùm cái vali nữa nha. Mọi người hãy lắng nghe tất cả, mọi người sẽ câu chuyện từ đâu là các bạn sẽ biết là như thế nào. Đây bạn đi đâu rồi? Đây đi Hải Phòng. Đi Hải Phòng làm gì? Chơi rồi về luôn. Chơi rồi về luôn. Còn có tâm trạng đi chơi nữa hả? Đi xuống này rồi về luôn. Xuống đấy quên ai mà về đấy? Xuống này rồi mai tối nay là về chị. Hả? Xuống đây chơi rồi có tối hôm nay thì về Đồng Nai luôn. Tối lại đi với ai? Hai vợ chồng đây chứ đi với ai? Mọi người có nghe cái giọng của chị Hoa nói giống như là ta vừa mới khóc xong vậy đó. Mọi người nghe kỹ nha. Trời ơi chị Hoa này tự nhiên sao chút khỏi. Nhưng mà live stream hộ ai? Live stream đâu? Đi chơi. Đi chơi sao bảo là xuống là live stream mai về? Đâu xuống rồi, chơi rồi tối nay là mai chị về Đồng Nai. Bây giờ tối hôm qua bạn đi mà bạn không chào vợ chồng tôi một câu nào cả. Mà Hoàng Hường là tài trợ cho em, cho bạn bằng này thứ mà đưa bạn đi chơi khắp nơi, bạn cũng không chào người ta một câu nào, cứ thế là hai vợ. Thế thì bây giờ để mình nói đã. Hôm qua mình nằm mình nghĩ mình thương bạn, mình bảo là không biết là vợ chồng hôm qua có cãi nhau hay không hay là như thế nào, mình lo cả đêm mình không ngủ được. Thế bây giờ vợ chồng mình vẫn đang nằm ở đây. Mà lại thấy bảo là đi Hải Phòng gì đó thì bây giờ bạn đi bạn không chào mình thì không sao. Nhưng mà Hoàng Hường em chẳng chào người ta một câu nào mà người ta làm tốt cho mình như vậy. Thì bạn đi như thế là không đúng rồi. Bạn đi đâu bạn phải hỏi người ta một câu. Hôm qua là người ta vừa bắn cho mình 10 triệu để làm cái visa. Mà hôm nay đi đâu bạn phải hỏi người ta một câu. Ít nhất hôm qua đi như thế không một đêm bạn phải suy nghĩ được. Bạn phải đến phòng khám để bạn nói chuyện với người ta. Là đấy có người bảo đi chơi hay như thế nào thì bạn cũng nói để đi hay không. Nếu mà bạn nghĩ tình nghĩa một ngày với nhau như vậy thì người ta mất bao nhiêu công vào nhà mình và đưa đi chơi rồi là đi khắp nơi như vậy thì bạn quay lại về phòng khám để nói chuyện với nhau đi. Bạn đi như thế là không đúng rồi. Mình cũng chỉ là người ngoài, mình không phải là chủ để tài trợ cho bạn đấy. Nên bạn là bằng này tuổi thì bạn cũng biết nghĩ thế nào là đúng thế nào là sai. Nếu mà bạn đi thì có thể bạn quay lại đi. Bạn đi như thế này người ta xui xỉm bạn hoặc là cái gì đó. Cảm ơn. Không, mình góp ý là bạn nên quay lại để nói chuyện đàng hoàng đi. Quay lại thì cũng đi, quay lại để hỏi nó cái thằng này đã trên không chịu cái này, cái đó này thì không chịu. Và nó không chịu bạn. Thế không chịu thì bây giờ nó để qua đi về lo giá chồng tốt rồi chẳng hay đâu nữa ra. Nó vậy. Thế bây giờ đi chẳng chào người ta một câu nào là kiểu gì, khổ quá. Thôi bây giờ là
Theo mình thì bạn nên quay lại để xem là như thế nào, hắn không chịu dám thì quay lại là hắn nó bạn đây đi, mình tự về, mình tự đây, bạn trở lại đi, mình tự đây. Mọi người nghe chị Hoa nói thằng Khứa đó nói gì, bạn trở lại đi, mình cứ đi, có tiền rồi, lấy được 10 triệu rồi cái là đi về lo cái visa của hắn, không cần quan tâm tới ai nữa hết. Đùng đùng nổi giận, có tiền xong rồi, có 10 triệu xong rồi là về lo cái visa cho hắn liền. Chị Hoa không thể nào ở thằng này lâu được đâu. Thì bây giờ ông ấy giấy tờ thì không có, xong rồi là tiền nong thì không biết như thế nào cả. Xong rồi bây giờ bạn quay lại mà ông không quay lại thì kiểu này thì làm sao? Bạn không chịu, bấm cái gì lo visa cho em được quay ra. Biết thế em không đưa tiền nữa sao? Tự nhiên có chục triệu của mình thì mình đi thôi. Mình chỉ biết góp ý bạn như vậy thôi. Chứ còn bây giờ thực ra là mình rất là thương bạn, muốn là không ép được gì, muốn là lấy được chúng nó cho không chế cho bạn là hạnh phúc. Thì mình thật sự tối qua mình mất ngủ vì bạn, gọi là quái lạ sao. Chờ tôi nói này được năm rồi, chờ tôi nói lại với ông là tôi về tôi làm 100 cái tôi làm visa thì tôi chạy lên Sài Gòn tôi chỗ cho mấy nhà thánh mấy anh em đây. Thế rồi tôi quay trở ra, tôi quay trở ra. Thế bây giờ bạn, bây giờ bạn tự gọi lại cho Hoàng Hường là đấy, ông Tây này ông không chịu quay lại. Thì bây giờ là một mình tôi quay lại thì cũng không quay được. Thì bây giờ tự bạn nói đi, không thì bây giờ là mình ở giữa mình rất là khó nói, bởi vì chúng mình đã đi với nhau hàng bao nhiêu ngày cũng Cường hiểu ơi, nhau em rồi. Cắt chị Hoa thì đi, khổ thân bạn, quá. Bạn đi như thế thì bạn là vì bạn à, vì chồng của bạn là không chịu quay lại thì bạn phải đi với chồng của bạn, đấy là điều đương nhiên, thì bạn cũng phải nói với em Hường một câu như thế nào. Tôi nói hồi nãy thì tôi nói cái đó mà nó không chịu quay lại, nó gì lòm sang rồi cái rồi trở ra. Bà Hoa cũng tớn lên đi Hải Phòng chứ, bà đấy không muốn thì ai mời bà đấy đi. Lỗi tại bà Hoa đấy mọi người ạ, đừng nhìn thấy cái mặt khổ khổ không chịu làm gì mà nghĩ thương hại. Quay phim live thì đang là tôi chồng. Bạn bảo quay phim live ở đâu? Bạn bảo quay phim live ở đâu? Phim live ở đâu? Ai cho con phim live? Thế sao vừa nói cái gì tôi chẳng nghe được. Tôi về tôi bằng visa cho anh lòng giá trọng. Kệ nó, thằng Tây đi đuổi mẹ nó về nước. Làm visa này, làm tạm trú xong thì mới quay. Một mình vợ chồng và cô sao là ok rồi, tiền mất tật mang. Khổ thân em Hường. Khổ em Hường quá. Bây giờ lại lộ thêm cái bằng chứng là chị Hoa đã từng sửa banh sát luôn rồi. Cắt mặt, cắt da, bơm, rồi làm đủ thứ hết trơn. Thì chứng tỏ là cái chị hàng xóm á, hồi lúc trước nói là chị này bỏ mấy trăm triệu ra để làm cái mặt đó là có thật, chứ không phải là chị hàng xóm nói dối. Nghe nè ha, rồi bây giờ đó có chồng trẻ cho nên nó sợ già, còn làm thêm nhiều thứ nữa, cho nên nó ha cái mặt sẽ nát bấy luôn nè ha. Thế đâm ra là bây giờ mọi người ơi, mình thực sự ra rất là thương bạn Hoa, bởi vì là nhìn vào like thì là mọi người cảm thấy là có khi là bình thường. Bạn đấy là ăn hình đấy, mình là không ăn hình. Ra nhìn ngoài thì bạn đấy thì thật sự ra là nước da cực xấu, kể cả có làm đẹp cũng không thể đẹp được. Đấy, nhưng mà bạn đấy không phải là chưa làm mà là đã bơm silicone vào mũi. Thải nào bạn ấy cứ đòi bảo là đòi căng da mặt. Da mặt thì cũng đã căng một lần và chỉ collagen một lần. Đã cắt da trùng này đi mà cắt hẳn vào chỗ tóc này. Hai cái sợi to này là cái sẹo là không thể mọc được tóc. Nên là mình bảo tại sao cứ đòi nặng nặng làm mặt mà chưa làm mũi mà đó là làm mặt. Thì bạn ấy mới nói ra với mình là đã bơm silicone rồi mà bây giờ mà làm mũi là chưa thể làm được. Tại vì bây giờ mình cũng hỏi bác sĩ là nếu như làm mũi thì sẽ phải nạo hết cái silicone kia ra. Thì bây giờ là làm răng nữa thì nạo cái mũi kia nữa, lại làm mặt nữa thì bạn sẽ không thể chịu được. Đủ nào là sức để mà chịu được như tôi đâu. Thế bảo là thì bây giờ tôi mới nói, tôi mới bảo là
phải làm mặt cho tôi trước, nếu không làm mặt thì tôi dạ. không làm rồi luôn. Thấy chưa, tổng thể cái số tiền chị Hoa chi cho thằng Khứa này là mấy trăm triệu nè, rồi chị Hoa bỏ tiền để mà chi cho mặt mày mũi của mình cũng không biết bao nhiêu trăm triệu nè, rồi bây giờ đi làm cái răng, nhổ răng mà bây giờ nú răng nó bị hư hết, nó bị mủ, bị viêm hết tại vì hút thuốc, rồi không có take care kỹ. Cho nên á, bây giờ làm lại cái bộ răng không phải chỉ 600 triệu mà cả tỷ bạc còn chưa làm được nữa. Bây giờ nếu như bà Hường mà bả giận, bả không tài trợ cái bộ răng 600 triệu đó, bây giờ đã lỡ nhổ hết rồi để chống bọc hay sao? Mà bây giờ đó là tại vì thằng chồng nó trẻ quá cho nên đu theo nó để sửa, mà sửa bây giờ có sửa banh xác luôn cũng không có thể nào đẹp được, tại vì mấy người kia nói là cái da của chị Hoa là hóa xấu, mà còn thêm là cái tính hút thuốc nữa, cho nên nó hả nó cũng rất là tệ, rồi răng cỏ rồi này kia cũng đều tệ hết. Như vậy bây giờ chị Hoa không biết là chị Hoa có cảm nhận như thế nào, nhưng mà thật sự là quá khủng khiếp. À, còn bỏ tiền để nuôi trai cái số tiền khủng khiếp như vậy thì mọi người nghĩ làm sao? Chị Hoa khờ quá phải không mọi người? Sáng đây mình cho các bạn nghe luôn cái đoạn mà họ kể về chị Hoa và cái anh chàng này đi ăn như thế nào, và cái sự việc nó xảy ra ra làm sao, lý do tại sao anh chàng này lại đùng đùng nổi giận luôn nha. Hôm là đi vào Đà Nẵng với lại đi Ninh Bình thì vẫn hợp tác vui vẻ, nhưng mà từ về Hà Nội là đưa đi ăn hai cái nhà hàng Pakistan đó, xong rồi là cả nhà chỉ nhìn bạn ấy ăn thôi, thì chiều hết mức độ như vậy, nhưng mà ăn một suất là 699.000 bao nhiêu, gần 700 là riêng một suất của Johnny không, mua 4 suất 4 trả là hết hơn 300. Tiếng Anh thì nó đã thu xếp quần áo, nó bắt chỉ thẳng vào mặt Hoa là lấy hết quần áo để đi về, nhưng mà Hoa lúc đấy cũng không biết làm thế nào được, mặt cũng xanh tái mét thì cũng theo thôi, bây giờ lấy chồng, bây giờ chồng đi lôi không đi thì sợ nó đánh. Mà lúc đấy chị sợ quá, chị bảo là nhìn cái mặt nó hung dữ, cái mắt thì trắng dã, cái môi thì thâm xì. Xong chồng của em Hường đến thì bắt đầu nói chuyện đầu đuôi như thế nào thì mới biết là cái like đấy nó tưởng là cái máy của Hoa là kiếm được một tối là mấy chục triệu, đâm ra là nó bảo là không cho để cho lên Facebook, rồi là giống như là bật máy like có mắt xem thì là có đấy, tiền đấy, đâm ra